Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh đã có nhiều chương trình hành động chăm lo cho thiếu niên nhi đồng, những công dân tương lai của đất nước, được vui chơi học tập trong môi trường ngày một tốt hơn. Một tin vui vừa đến trong ngày này, đó là theo kết quả ban tổ chức kỳ thi Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương vừa công bố, đội tuyển Việt Nam có 7 thí sinh đạt huy chương bạc, trong đó có một học sinh tỉnh Hưng Yên, đó là em Nguyễn Minh Quân, lớp 12 toán 1, trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Đây là lần thứ hai Nguyễn Minh Quân được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương. Em là một trong bảy thí sinh của Việt Nam đạt điểm cao nhất được chọn xét giải. Kỳ thi Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 năm 2019 được tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Nga trong hai ngày 18 và 19 tháng 5. Theo hình thức thi trực tuyến, cuộc thi có sự tham gia của 660 thí sinh thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.